Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Astiva Bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Thảo Hiền, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với Thời sự Thế giới sau cà phê sáng của Little Sài Gòn TV. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com và nếu vào YouTube xin nhớ nhấn nút subscribe. Đến với tin tức ngày thứ 5 hôm nay, rất nhiều các bản tin cập nhật bao gồm cái chết có thể xảy ra đối với Brian Laundrie. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Thế nhưng đầu tiên vẫn là thời tiết và liệu rằng có mưa rồi mây mù kéo dài bắt đầu ngày mai không ạ Thảo Hiền? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, đúng là như vậy. Hôm nay đó thì từ sáng cho đến buổi chiều 6-7 giờ thì trời vẫn chưa có mưa. Và hôm nay thì nhiệt độ cũng khá tốt thưa quý vị, cao nhất ở Westminster với Garden Road khoảng 73-74 độ. Nhưng bắt đầu từ khuya ngày hôm nay đó và kéo dài luôn qua đến ngày mai thì quý vị thấy là bắt đầu trời mưa. Và cũng chính vì vậy từ thứ 6 cho đến cuối tuần trời lúc nào cũng âm u, mà cái cơ hội mà mưa trong những cái ngày, trong 2 ngày sắp đến đó là vào khoảng 15-20%. Và 2-3 ngày đến thì nhiệt độ không cao nữa thưa quý vị, khoảng từ 69-71 độ thôi. Trời vừa mưa vừa gió và lạnh. Và tin tức liên quan đến công ăn việc làm, và ngày thứ 5 là lúc Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Và con số này rất là tốt đẹp. Họ nói rằng có thể là vì trong tháng 10 số người lãnh trợ cấp thất nghiệp không còn được hưởng cái tiền trợ cấp của chính phủ liên bang nữa, cho nên họ đi làm trở lại. Và những người xin trợ cấp thất nghiệp cũng đã giảm rất tốt đẹp, con số lên tới 290.000 vào tuần lễ vừa qua. Một phần họ giải thích thêm nữa, do tình hình công ăn việc làm hiện nay rất là nhiều, và các chuyên gia họ nói thời điểm này, nhất là vào thời điểm chuẩn bị vào mùa mua sắm, là thời điểm của thị trường lao động cho những ai muốn thay đổi công ăn việc làm, cho những ai muốn tìm kiếm việc làm. Và bây giờ trên nước Mỹ này vẫn còn tới 5-6 triệu công ăn việc làm dư thừa, opening mở ra mà đang tìm kiếm người, chưa ai điền đơn để xin đi làm cả. Tuy nhiên với những cái bảng We Are Hiring, những cái bảng mà chúng tôi thuê mướn hiện nay khắp nơi trên nước Mỹ, người ta hy vọng rằng số người không nhận đơn trợ cấp thất nghiệp có lẽ họ đã tìm được việc làm rồi. Thế thì chúng ta chờ đợi số liệu của Bộ Lao động vào ngày mai thứ 6 công bố chính thức tỷ lệ thất nghiệp là bao nhiêu, cũng như số việc làm đã được có trong tuần lễ vừa qua là bao nhiêu. Và tin tức được đưa ra ngày hôm nay, Bộ Lao động cho biết tính từ ngày đầu của đại dịch vào khoảng tháng 2, tháng 3 của năm 2020, vào thời điểm đó bắt đầu rất nhiều các công ty phải đóng cửa, phong tỏa ở khắp nơi, số người đi làm đã bị giảm. Thì đến giờ phút này, thưa quý vị, nếu tính từ tháng 3, tháng 4 của 2020, thời điểm này là thời điểm số người xin trợ cấp thất nghiệp thấp nhất. Cho nên đó là một tin vui. Ngoài ra có những lý do mà họ đưa ra để giải thích tại sao thêm nữa, là vì có những người họ không đồng ý để đi làm trở lại sau một thời gian mà họ ở nhà làm việc. Ngày hôm nay nhiều công ty kêu gọi họ quay trở lại office, quay trở lại văn phòng để đi làm, hoặc là các hãng xưởng. Phần lớn những nhà máy sản xuất đó thì vẫn phải đi làm vào bên trong bởi vì nó là công việc tay chân. Nhưng mà với những cái công việc mà có thể ngồi làm ở nhà thì nhiều nhân viên họ tha là đi tìm những công việc khác còn hơn là bị phải vào bên trong. Thứ hai nữa, tình trạng chích ngừa. Một số những người không đi làm bởi vì họ bị ép buộc phải chích ngừa, cho nên cái số đó cũng trì trệ số công ăn việc làm. Số người về hưu non cũng có luôn nữa. Họ nói rằng lẽ ra tôi có thể làm việc thêm vài năm nữa
Thế bây giờ mới có 64, 65 thôi. Thì 67 tuổi, 67 tuổi rưỡi mới là tuổi về hưu chính thức hiện nay. Thì họ nói thôi, không chờ đến 67, về hưu lúc này luôn. Cho nên có những người về hưu, những người thay đổi tiểu bang, nơi ăn trốn ở, những người thay đổi công ăn việc làm, tất cả những cái yếu tố đó tạo nên hình ảnh lao động của nước Mỹ ngày hôm nay có thể nói cũng không có khả quan gì lắm. Bởi vì nhiều triệu công ăn việc làm có mà không có công ty không thuê mướn được. Tình hình tài chính ngày hôm nay thì với những cái tin tức mà trộn lẫn như vậy đó, thị trường tài chính cũng không vui lắm. Họ ngày hôm qua họ đã mua khá mạnh bởi vì các công ty công bố lợi nhuận cao. Nhưng mà ngày hôm nay cộng với công ty về tin tức về lao động bị trộn lẫn đó, không chưa thấy màu hồng nhiều lắm, cho nên Dow Jones xuống 114 điểm, cũng có thể bán tháo kiếm lời trong vòng 3 ngày qua, thứ hai, thứ ba, thứ tư đã có lời rất nhiều. Nasdaq thì ngược lại lên được gần 60 điểm, S&P 500 xuống chưa tới 1 điểm. Thị trường châu Âu cũng giảm và Hồng Kông sau nhiều ngày lên liên tục hôm nay xuống 118. Nikkei cũng xuống đậm luôn thưa quý vị, 546, Thượng Hải lên gần 8 điểm. Công trái phiếu 10 năm hôm nay đã lên tới 1,675%, mức cao nhất tính từ thời đại dịch đến giờ phút này. Mỗi một ngày mà nhích lên như vậy đó là sẽ gây ảnh hưởng thêm nữa với nỗ lực kiềm chế lạm phát của chính quyền liên bang. Dầu hôm nay đã giảm rồi, thưa quý vị, với cái tình hình hiện nay thì hy vọng là giá dầu không tăng quá. Có người dự đoán lên tới 100 đô la, hôm nay xuống được 1 đồng 72, còn 81 đồng 70 sen. Vàng cũng xuống theo 3 đồng 50 sen, 1.781 đồng 40 sen. Dạ vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì lực lượng FBI cũng như là cảnh sát ở tại thành phố Northport của Florida đó vừa đưa ra một cái thông báo là họ tìm thấy thi thể, và bây giờ đó cái xác suất mà đây là thi thể của Brian Laundry rất là cao. Tuy nhiên phía FBI thì họ vẫn chưa có khẳng định bởi vì cần phải chờ kết quả giảo nghiệm DNA để mà xác thực, thưa quý vị. Và phía gia đình luật sư mà đại diện cho gia đình Laundry đó, ông Steven Bertolino, thì ổng cũng tuyên bố với báo chí là cái xác suất này rất là cao, là bởi vì thứ nhất phía FBI họ cho biết là vào ngày hôm qua đó cái khu vực Carlton Reserve từ trước đến giờ khoảng 2 tuần nay đó đóng cửa không cho người dân đi vào là bởi vì cái cuộc tìm kiếm của FBI. Nhưng mà vào ngày hôm qua thứ tư là cái ngày đầu tiên được mở cửa trở lại, thì cùng với lực lượng FBI thì sáng sớm ngày hôm qua khoảng 7 giờ rưỡi sáng đó, chính cha mẹ của Brian Laundry là ông Chris với bà Roberta khoảng 7 giờ rưỡi họ cũng đi vào trong đó, để mà quý vị cũng nghe nói là họ đã lên tiếng muốn chung với lực lượng FBI tìm kiếm con trai của họ. Thì chính hai người này đó theo phía FBI xác nhận là họ đi chung với những giới chức, và họ chỉ rõ là những cái địa điểm nào mà Brian trước đó anh cũng hay rất thường đi vào trong này để mà cắm trại, thì họ chỉ cho các giới chức những cái chỗ đó. Và đặc biệt khi mà đi gần đến cái địa điểm mà sau đó phát hiện cái thi thể đó, thưa quý vị, thì chính ông Chris, cha của Brian, đã tìm thấy một cái túi màu trắng. Đây là cái loại mà những người mà hay đi camping họ sử dụng, là cái chất vải nó chống được thấm nước đó, thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt.
Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang tường trình lại, đó là vào ngày hôm qua, lực lượng FBI họ đã có một cái cú twist trong cái việc mà truy lùng anh Brian Laundrie mà khiến cho mọi người rất là bất ngờ. Đó là trong khoảng thời gian qua đó thì có nhiều người họ bắt đầu tin tưởng là có thể Laundrie đã trốn khỏi Florida lâu rồi, thưa quý vị, mà không hiểu vì sao FBI vẫn tiếp tục tìm kiếm ở cái khu vực Carlton Reserve, bởi vì không có lý nào một cái cuộc tìm kiếm với quy mô cả nước như thế này mà không tìm được cái người thanh niên này. Vậy nhưng ngày hôm qua lại phát hiện một cái thi thể mà bây giờ cái xác suất mà chính là Brian Laundrie đó, nghĩa là trong suốt khoảng thời gian qua ảnh ở đây và đến bây giờ thì có thể là ảnh đã chết, thì nó khiến cho rất nhiều người theo dõi cái vụ này từ đầu đến cuối họ cũng khá là bất ngờ. Thì như phía FBI họ đưa ra một số những cái tuyên bố, thưa quý vị. Đầu tiên đó là cái nơi mà tìm thấy cái thi thể của anh này đó thì nó cách cái cổng vào cái khu vực này không có xa, nghĩa là từ cái main entrance mà đi bộ vào trong đó thì chỉ có khoảng 30 phút thôi. Và FBI họ lý giải là vì sao lùng sục suốt gần một tháng qua không thấy nhưng mà bây giờ lại thấy, đó là cái nơi mà có cái thi thể đó là trong khoảng thời gian vừa qua nó bị ngập ở trong nước, thưa quý vị, nước dâng cao, có thể là những ngày qua ở nơi này nó mưa cho nên là không có tìm thấy, và mới cách đây vài ngày thì nước mưa nó rút xuống thì nó lại lòi cái thi thể này lên, cho nên là FBI mới tìm thấy được. Và đặc biệt là cái lý do vì sao mà bây giờ họ nghĩ là đây có thể là Brian là bởi vì ngay gần cái, rất là gần cái nơi mà tìm ra được cái thi thể này đó, thì chính người cha của Brian là ông Chris, ông đã tìm được một cái túi màu trắng và bên trong có một cái quyển sổ, thưa quý vị, và chứng thực đây là những cái vật dụng cá nhân của Brian từng sử dụng, cho nên là bây giờ chỉ cần giám nghiệm tử thi là có thể chứng thực được có phải là Brian hay không. Và hình ảnh quý vị nãy giờ theo dõi đó là toàn bộ những gì mà các phóng viên ký giả họ ghi nhận được. Đây là túp lều nơi mà nhân viên FBI thu hồi cái thi hài này. Họ nói rằng một phần của thi thể Brian Laundrie được tìm thấy. Thế thì 4 tuần đã trôi qua và rõ ràng ngay từ những ngày đầu cơ quan FBI và cảnh sát địa phương đoan chắc rằng Laundrie đã tới nơi đây. Bởi vì chiếc xe họ đã tìm thấy ở nơi đây, bố mẹ cũng nói rằng Laundrie đã tới nơi đây. Thế thì tại sao không tìm thấy? Thì như lời Thảo Yên vừa trình bày đó, cái khu vực này quá ư là rừng rậm, vào thời điểm nó là đầm lầy thôi, nhưng mà vào thời điểm tìm kiếm trong mấy tuần lễ vừa qua đó, thưa quý vị, mưa liên tục. Có một điểm mà chúng ta cũng nghe thấy là lực lượng FBI đã cử cả một phái đoàn thợ lặn tới đây, và số người đi dọc hết tất cả cái vùng Carlton Reserve này đó rất là đông mà vẫn không tìm thấy. Thế thì nơi mà Brian Laundrie trú ngụ trong suốt thời gian qua đó, ở trên cao thì có cây tùm, và khi mà chết đó, thì có khả năng là chết trong nước ngập. Họ tìm thấy một phần thi thể, thưa quý vị, ở tại nơi đây đó, cá sấu nè, rồi cái con crawfish nè, rồi kền kền, rồi những cái con rùa, rồi cá. Nói chung là tất cả những cái sinh vật ở nơi đây đó, chúng mà người thấy mùi, nhất là tử thi là chúng bu tới chúng ăn. Cho nên nếu cơ hội tìm thấy, một là một bộ xương, hai là còn cái đầu lâu thôi. Chưa kể là nơi đây người ta từng nói là nổi tiếng xưa nay là cá sấu. Ngay cả khi mà đoàn người nhái vào đây đó, họ cũng phải chuẩn bị để đương đầu với cá sấu ở khắp nơi. Cá sấu không tấn công vào người sống đang đi nếu mà chúng không bị đe dọa. Nhưng mà một khi chúng thấy có mùi tử thi, nhất là nằm ở dưới mặt nước nữa, thì chúng sẽ tấn công. Lẽ đương nhiên là mọi người vẫn phải chăng chờ đợi tin tức chính xác từ cơ quan FBI. Hồi sáng nay họ nói là cái việc mà rảo nghiệm cái phần thi thể này còn lại cũng mất mấy ngày. Họ nói mấy ngày bởi vì không có cái gì định ra được có phải là của Laundrie hay không, chỉ phải chờ đến DNA. Nhưng mà thường thì chúng ta thấy DNA cũng khá là nhanh, cho nên họ chỉ muốn bảo đảm tất cả những cái tin tức này là xác thực, chứ không dám. Có khả năng là họ có thể tìm thấy trong vòng một ngày là biết được là Brian Laundrie hay không. Nhưng mà ngày hôm qua những cái tin tức để cho thấy rằng
cái thi thể này rõ ràng là của Landry sau khi bố mẹ có mặt ở tại nơi đây, và sau khi mà tìm thấy cái túi trắng này đó thì ông bố đã khóc ròng luôn. Nha, đây là hình ảnh của bố mẹ của Landry phối hợp với sở cảnh sát. Tại vì quý vị còn nhớ là một trong những cái tay mà chuyên môn đi bắt những cái kẻ mà đào tẩu đó, ông bay sang chợ ngược lại ở Montana, Idaho, Wyoming. Rồi có người nói rằng cũng thấy có hình ảnh giống Ryan Landry ở nơi đây, nhưng mà cuối cùng thì không phải như thế. Không có ở bên phía Tây của nước Mỹ, mà trong suốt 4 tuần lễ vừa qua rõ ràng là sau khi Brian Landry vào đây rồi là chết luôn. Thế thì ngay từ những ngày đầu, quý vị còn nhớ khi mà lực lượng kéo tới đây đó là Brian đã chết rồi. Nếu đúng như cái thi thể này, cho nên họ dạo nghiệm tử thi, họ sẽ biết được có khả năng là cái chết này lúc nào. Nhưng mà chúng ta thấy từ những ngày đầu cách đây 1 tháng đó, thì rõ ràng lúc mà họ đi tìm kiếm không tìm thấy Landry, thì Landry đã chết, nhưng mà cái xác nó chìm dưới mặt nước. Mà trong vòng 1 tháng qua thì đâu còn gì nữa đâu, ngoại trừ cái đầu lâu hay là những cái xương chậu hoặc là xương đùi cứng, cá sấu không ăn được mà thôi. Liệu rằng cái chết này có đóng lại cái trang bi kịch xảy đến cho cả hai gia đình, một người mất đứa con gái thương yêu, một người mất đứa con trai. Brian Landry dường như là một con một, phải không? Dạ vâng. Yeah. Rất là tội nghiệp, đó cũng là một cái bi kịch xảy ra, thưa quý vị. Tiếp tục với các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay, Tổng thống Joe Biden trong vòng thời gian vừa qua, vài tuần lễ vừa qua, mức ủng hộ cho ông có vẻ bị thụt giảm. Nhức đầu lắm. Thứ nhất đó là cái tiến trình ông đang tìm cách thuyết phục các thành viên của Đảng Dân Chủ để thông qua ngân sách của nước Mỹ trị giá lên tới 3.500 tỷ Mỹ Kim. Hồi cuối tuần qua, mặc dù tìm cách thảo luận và thuyết phục, thế nhưng vẫn chưa thuyết phục cụ thể để có thể bỏ phiếu bầu. Cho nên chúng ta giờ đây chúng ta cứ nghe nói là vẫn còn đang thương lượng. Họ vẫn còn tới tháng 12, đầu tháng 12, lúc đó phải cần một lần nữa bỏ phiếu để gia hạn ngân sách. Ngân sách của nước Mỹ hiện nay vẫn là gia hạn, chứ không có chính thức, thưa quý vị, cho đến khi nào Quốc hội bỏ phiếu thông qua. Thì nhìn trên tấm bảng này để chúng ta thấy được, theo một cuộc thăm dò của đài CNBC phối hợp cùng với cơ quan thăm dò về tình hình chính trị, thì họ nói rằng so với những tháng đầu đại dịch rồi tìm cách giải quyết và từ từ người dân Mỹ trở lại mức bình thường đó, thì ông đã bị giảm khá nhiều. Nhìn chung mức ủng hộ có 41% thôi. Rồi nền kinh tế hiện nay, mối quan tâm của người tiêu thụ nhất lúc này là lạm phát, thưa quý vị. Cho nên họ nấy giá cả tăng, xăng tăng, lạm phát tăng. Họ không có biết đó là tình hình của đại dịch COVID-19. Họ chỉ biết, cái người lãnh đạo mà để cho giá cả tăng như thế thì cái người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Cho nên riêng về mặt kinh tế đó, thì mức ủng hộ đó có 40% mà thôi, rất là thấp. Riêng với coronavirus thì họ rõ ràng họ nói rằng đúng, ông Tổng thống Joe Biden đã có nỗ lực để kêu gọi mọi người đi chích ngừa, và thậm chí liên bang cũng ra các quy định để bắt buộc công ty đấu thầu với liên bang, tất cả những gì mà liên đới với liên bang là phải chích ngừa. Thì về mặt chích ngừa đó thì họ ủng hộ vẫn còn giữ được 50%, tăng thêm 5% so với tháng trước. Nhưng mà hầu hết về các mặt kinh tế, chính trị vân vân, đối đầu với những vấn nạn hiện nay đó, thì giảm tới 14% so với cuộc thăm dò trước đây. Cho nên nhìn chung đến thời điểm này, bởi vì mọi thứ nó đều tăng giá hết, người ta, những người có việc làm đó, họ cũng mệt mỏi, bởi vì bây giờ nhìn thấy lương có tăng nhưng mà nhìn thấy cái giá cả ngoài tăng 5%, 10%, thì những gì tăng họ tưởng là họ để dành được, bây giờ thì không có để dành được đồng nào cả. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.
Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Astiva Bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức tuyên bố là ông đã thành lập một cái công ty truyền thông, thưa quý vị. Và công ty truyền thông này của ông cũng sẽ có một cái trang mạng xã hội và sẽ chính thức đưa ra cho tất cả người dùng là vào đầu tháng 11 này. Thì thứ nhất, công ty truyền thông của ông Trump đó sẽ có cái tên là Trump Media and Technology Group, gọi tắt là TMTG. Cái lý do mà đưa ra đó thì thứ nhất, ông Trump nói rằng quý vị có thấy là chúng ta sống trong một cái thế giới mà cái bọn Taliban á, thì được tự do sử dụng mạng xã hội. Taliban vẫn có cái trang Facebook, thưa quý vị. Thế nhưng cái người mà cựu tổng thống mà người dân Hoa Kỳ rất là yêu quý đó thì lại bị bịt miệng hết trên tất cả các mạng xã hội. Quý vị cũng nhớ là kể từ sau cái sự kiện 6 Tây Thắng Giêng tấn công điện Capitol Hill đó, thì ông Trump chính thức bị tất cả các mạng xã hội từ Twitter, Facebook, Instagram, YouTube đều ban ông hết. Ông không có sử dụng được, không có tự tạo tài khoản được nữa. Thì cách đây vài tháng đó, truyền thông họ ghi nhận là ông lập ra một cái website của mình và ông viết những, thay vì sử dụng mạng xã hội như trước đây đó, thì ông đưa ra những cái quan điểm hay là những cái gì đó theo cái cách mà giống như là viết blog vậy đó, thưa quý vị. Nghĩa là rồi những cái người mà họ vào cái blog đó, họ xem là cái website, họ có thể share lại ở trên Facebook. Thế nhưng Facebook họ cũng dùng thuật toán và họ thấy được những cái bài đăng đó và họ cũng ban luôn những cái bài share từ cái blog của ông Trump tên là From the Desk of Donald J. Trump, thưa quý vị. Cho nên là từ hồi tháng 6 là không còn ai share được những cái bài blog đó nữa, cho nên là ông cũng ngưng cái việc đó luôn. Chính vì vậy ông càng thêm tức tối và ông nói rằng cái công ty truyền thông của ông với cái mạng xã hội có cái tên là Truth Social từ nay sẽ là một đối thủ chính thức và sẽ nhảy vào cuộc đối đầu với lại Twitter và Facebook, thưa quý vị. Thì phía công ty truyền thông của ông cũng đưa ra một cái tuyên bố, đó là trong 3 tháng cuối năm nay đó thì public, nghĩa là người dân bình thường vẫn chưa có thể nào vào đây tạo tài khoản được, nhưng mà họ sẽ ưu tiên họ mời những người gọi là VIPs được introduce vào cái mạng xã hội này đầu tiên. Rồi sau đó đó, thưa quý vị, thì bắt đầu 3 tháng đầu năm 2022 thì cái mạng xã hội Truth Social này sẽ chính thức đưa ra ngoài, nghĩa là lúc đó người dân bình thường có thể lên cái mạng xã hội này và tạo tài khoản và từ đó có thể tương tác được và thấy được những cái bài viết của ông Trump. Có thể nói trong lịch sử của nước Mỹ tính đến giờ phút này đó, thưa quý vị, chưa có một nhân vật nào mà gây ảnh hưởng về chính trị như ông cựu Tổng thống Donald Trump. Về vấn đề mà tiêu cực hay tích cực, việc đó tùy theo mỗi người quan sát. Thế nhưng có thể nói một người mà đã thất cử, lẽ ra như những người khác mà chúng ta thấy từ thời Tổng thống Ronald Reagan đó, là họ đi làm thiện nguyện. Vâng. Và họ đứng đằng sau, chìm trong bóng tối để làm gì, thưa quý vị? Mục tiêu của họ đó là chỉ đứng hỗ trợ, bởi vì không có một tổng thống nào trong quá khứ mà sau đó rồi lại tiếp tục tìm cách mà hoạt động chính trị. Họ có, họ chỉ đi đọc bài diễn văn, nhận 100.000, 200.000 tiền trả cho các bài diễn văn đó đến các trường đại học, rồi sau đó tiếp tục hỗ trợ cho thành viên của đảng mình, hoặc là nhất là xuất hiện trong những cái chương trình vận động tranh cử, nhất là vào mùa tổng thống. Thì đó là những gì mà chúng ta thường thấy của bất cứ một tổng thống nào từ thời Ronald Reagan đến giờ. Thế nhưng riêng với ông Trump thì
bởi vì vẫn còn đau đớn đây cái nghiến vì cái vụ thất cử mà ông cho rằng là do cái vụ gian lận, mà chưa kể đó là thấy cái tâm tiếng của mình vẫn còn quá nhiều người ủng hộ đi. Cho nên sau đó chúng ta thấy là lần đầu tiên trong lịch sử một tổng thống lẽ ra là về hưu mà nhất định không về hưu, ông nói tôi vẫn còn, hiến pháp cho phép tôi còn một nhiệm kỳ nữa. Ông chưa tuyên bố là sẽ ra tranh cử 2024, nhưng ông đã từng nói là bây giờ các ông, tức là ông nói Đảng Cộng Hòa đó, ngăn chặn tôi không ra tranh cử, các ông thử đưa ra có nhân vật nào hơn tôi hay không. Tổng thống Trump nói với phía Đảng Cộng Hòa như thế. Cho nên một mặt đó, những người ủng hộ cho Tổng thống Trump của phía Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội đó thì vẫn muốn dựa vào ông Trump. Thứ hai nữa, những người chống đối thì họ không dám, bởi vì họ sợ đó, nếu chống đối ông Trump vào thời điểm này đó, cuộc bầu cử giữa kỳ có khả năng họ thất cử. Cho nên chúng ta thấy riêng về tầm ảnh hưởng đối với Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Trump bây giờ quá mạnh luôn. Cuộc thăm dò mới đây cho thấy nếu xảy ra một cuộc bầu cử tổng thống vào thời điểm này, ba nhân vật nổi trội nhất hiện nay, Donald Trump, Abbott, thống đốc của Texas, và thống đốc DeSantis của tiểu bang Florida, cả hai ông DeSantis và ông Abbott đều thua xa cựu tổng thống Trump, thậm chí thua đến 30%. Tức là nếu bầu cử ngày hôm nay họ lại tiếp tục thành viên của Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu để bầu cho Tổng thống Trump. Chưa hết, ở Hoa Kỳ này nổi tiếng về chính trị, nổi tiếng với đa số người dân Mỹ kéo theo tiền, thưa quý vị. Thì tin tức sáng ngày hôm nay, breaking news đó, công ty mà Thảo Yên mới vừa nhắc tới về công ty truyền thông và mạng xã hội đó, có dính líu tới tên của Donald Trump không thôi đó, hôm nay tăng 90%. Người ta vừa nghe nói đến cái việc mà có khả năng mình không cần phải vào Facebook nữa mà vào trong trang mạng xã hội của Tổng thống Trump không thôi đó. Thì công ty Spark Digital World Share cổ phiếu tăng 90%. Bởi vì để tạo được một cái mạng xã hội riêng với cái tên Donald Trump thì cần sự phối hợp. Bởi vì ông chỉ dùng cái tên của mình thôi, tương tự như các sản phẩm, trong đó Hotel Donald Trump, Casino Donald Trump, Condominium Donald Trump. Thì đó để cho thấy rằng cái tầm ảnh hưởng nó kéo theo cái thành quả về chính trị lớn như thế nào. Vâng, thưa quý vị cũng còn nhớ là vào hôm 15 tháng 10 đó, ở tại Anh Quốc đã xảy ra một cái sự kiện, đó là một nghị viên của Hoàng gia Anh Quốc là ông Sir David Ames, trong lúc mà đang diễn thuyết trước mặt người dân ở trước một cái nhà thờ thì bất ngờ bị một nghi phạm đâm nhiều lần và ông đã bị chết ngay tại chỗ. Thì ngay lập tức phía cảnh sát Hoàng gia Anh Quốc cũng như là lực lượng truy lùng khủng bố đó, ngày hôm đó họ đã thu thập tất cả những cái video camera có được ở xung quanh cái nơi đó. Thì trong suốt những ngày đó họ không có nói là họ truy tìm nghi phạm nào, nhưng mà đến ngày hôm nay đó thì tin tức đã chính thức đưa ra là thật sự nghi phạm đã bị bắt trong ngày hôm đó, là cái người đàn ông, người thanh niên ở trong hình, thưa quý vị, mới có 25 tuổi mà thôi, tên là Ali Harbi Ali. Là anh này đó bị bắt ở tại ngay thành phố Essex, nghĩa là sau khi mà đâm nghị viên đó thì bỏ chạy cách đó khoảng chừng có khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe thôi, thưa quý vị. Thì phía cảnh sát Hoàng gia Anh Quốc cho biết là anh này đó, ảnh có quốc tịch Anh Quốc và cha của ảnh là lại là từng là cố vấn cấp cao cho thủ tướng của Somali, và đến bây giờ thì người cha của anh này đó vẫn tiếp tục có những cái công ty truyền thông và làm những cái công việc mà vận động chiến dịch tranh cử cho các chính trị gia ở tại Anh Quốc. Nói chung là gia đình của anh này đó cũng là thuộc hàng nổi tiếng ở đây, và đặc biệt cha của ảnh cũng làm việc cho những cái tổ chức mà
truy lùng những cái kẻ mà có tư tưởng cực đoan. Cho nên khi mà con trai của ông bị bắt để mà thực hiện một cái vụ này đó, thì cả gia đình của ông đều sửng sốt. Thì phía gia đình cũng như là bạn bè của Ali cho biết là họ nghĩ cái vấn đề là tại sao anh đâm ông Ahmed đó là bởi vì những cái chính sách ông Ahmed đưa ra liên quan đến Qatar. Thưa quý vị, anh này ảnh có những cái mối quan tâm sâu sắc về cái chính trị ở tại Qatar. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Hữu Yên Hoàng, Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Vào sáng ngày hôm nay, ở tại thành phố và là thủ phủ của tiểu bang Hawaii, Honolulu, tại đây có một học khu và xảy ra chuyện cho một bé gái 10 tuổi gốc Phi Châu. Mà ngay cả trong bản tin này họ cũng không đưa ra tấm ảnh, bức vẽ, bức tranh mà em và các em khác, theo lời khai của bé gái 10 tuổi này. Thế nhưng cái bức ảnh đó được những người Mỹ trắng của cộng đồng Honolulu đó chỉ trích, dường như là nói rằng có vẻ như là miệt thị, kỳ thị. Cái tựa của cái tiếng lóng này gọi là Run of the Mill. Lần đầu tiên chúng tôi nghe thì mới đi tìm hiểu. Run of the Mill tiếng lóng có nghĩa là mày là một thứ tầm thường. Nhưng mà có thể là trong các em mà mới có 10 tuổi thôi. Thì theo lời bé gái này, hiện nay thì tại vì em còn nhỏ đó, họ chỉ dùng cái chữ NB thôi, là Tasha Black hay cái gì đó, đại loại là như thế, để nói em bởi vì em có 10 tuổi. Em bị còng tay ngay ở trong trường học, lúc mà thầy cô giáo bị phụ huynh học sinh than phiền. Có những đứa bé cùng với em đó, lấy cái tấm vẽ này mà chúng tôi đi lục hình đó, thì thấy mỗi có bức ảnh đây là Run of the Mill, cũng không hiểu được. Bởi vì có những điều mà các em trong trường học Mỹ họ chúng làm mình người lớn mình cũng không hiểu được, nhưng mà đại loại là mang cái tính miệt thị người Mỹ trắng. Chắc có lẽ vì thế mà họ nói rằng không xứng đáng và cần phải có hành vi kỷ luật với em. Thế nhưng kỷ luật gì mà đứa bé 10 tuổi mà cảnh sát nghe lời phụ huynh để đi vào, rồi trường học và kể cả thành viên của hội đồng học khu nữa cũng đồng ý với cái phương án còng tay em trước mặt những trẻ em khác. Cho nên ngày hôm nay tổ chức bảo vệ dân quyền ACLU đã đệ đơn kiện nhắm vào cảnh sát học khu, đòi bồi thường 500.000 Mỹ Kim, xóa bỏ tất cả những tiền án nhắm vào bé này. Bởi vì khi mà còng tay như vậy đưa em bé về sở cảnh sát đó, là họ lập biên bản chỉ vì một bức tranh. Mà em nói đó là cá nhân em bị những đứa bé khác trong lớp ăn hiếp, bully. Cho nên em phải vẽ như thế để biểu lộ cái sự phẫn nộ của em. Vậy mà phụ huynh nói rằng chỉ vì cái hành động lên tiếng mà tự do ngôn luận của em đã bị vi phạm nặng nề, chưa kể là em bị bắt làm nhục trước những người khác nữa. Cho nên đây là một cái bản tin lớn ở tại Honolulu ngày hôm nay. Và bởi vì bên phía học khu đó họ đã lỡ làm những cái chuyện này rồi, và dưới cái những đơn kiện như vậy, cho nên họ bây giờ họ đang có luật sư đứng ra để tìm cách chắc chắn là đi đến cái việc giải quyết ngoài tòa với em. Thứ nhất đó là ACLU yêu cầu bồi thường
lấy lại danh dự cho em. Thứ hai là xóa lại tất cả các hồ sơ tiền án, chưa kể là bồi thường tiền 500.000 Mỹ Kim nữa. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì cảnh sát ở tại một cái sở cảnh sát ở tại thành phố Huntsville, tiểu bang Alabama hiện nay đang đứng trước rất nhiều những cái câu hỏi của cộng đồng ở đây về cái việc là tại sao có một người phụ nữ lại có thể chết ở ngay cái parking lot của cảnh sát, mà cái nơi này đó nhiều người ra vô như vậy mà để cô này cổ chui vào trong một cái xe cảnh sát và cổ nằm chết ở trong đó suốt mấy ngày mà không có ai hay biết cả. Thì đây là cô Christina Nance, thưa quý vị. Phía gia đình đó báo là cổ mất tích vào ngày 2 tháng 10. Thì đến thì cảnh sát họ có lập hồ sơ và họ đi tìm kiếm, thì đến ngày 7 tháng 10 đó, phía cảnh sát họ mới bất ngờ là họ một người cảnh sát, anh này ảnh ra cái chiếc xe van của cái sở cảnh sát Huntsville đó, ảnh mở ra thì bất ngờ là ảnh phát hiện thi thể của cô này nằm ở trong này và đã tử vong rồi. Thì sau đó phía cảnh sát họ mới đi mở lại những cái đoạn video, thưa quý vị. Thì đây là một trong những cái hình ảnh nó hơi xa, nhưng mà quý vị ráng nhìn đó là dạ vâng, cái đây không có cái mũi tên cũng đỡ. Dạ vâng, thì họ phải chỉ vào chứ không là chúng ta không thấy được luôn á. Là đây là công cái nhận xa thật. Dạ vâng, đây là cái xe van mà cái cô này cổ chui vào đó, thì cái mũi tên là quý vị thấy không, cái bóng đen thu nhỏ xíu ở đây không? Đó chính là cô Nam. Dạ vâng. Thì phía cảnh sát cho biết là khoảng 9 giờ sáng ngày 25 tháng 9, nghĩa là gần một tuần trước khi mà gia đình báo cổ mất tích đó, thì đây là cái đoạn video quay được vào ngày 25 tây, là cổ đã xuất hiện ở cái parking lot này, cổ đi vòng vòng và cổ đến cái xe van này. Thì tất cả những cái xe khác đó là theo đúng theo luật ở sở cảnh sát, nếu mà đậu ở trong parking lot là phải lock cái cửa xe lại, thì chắc tất cả những xe khác nó khóa, nhưng mà riêng cái xe van này thì không hiểu sao cái người cuối cùng sử dụng đó không có lock, cổ mở cửa ra được và video cho thấy là cổ chui vào, thưa quý vị. Nhưng mà phía sở cảnh sát họ giải thích như thế này, là cái chiếc xe van này đó là họ mua lại từ nhà tù và họ cải tạo lại thành ra là xe chở những cái vật chứng pháp y, cho nên là từ ở bên ngoài đó mở cửa ra thì được, nhưng mà khi mà đi vào trong rồi đó thì tất cả không có handle để mà mở cửa từ bên trong nữa, nghĩa là một khi vào ở trong rồi là bị lock luôn, thưa quý vị, chỉ có người ở ngoài mới mở ra được mà thôi. Và cảnh sát họ nói là họ nhìn liên tục camera trong suốt những ngày tiếp theo, thì đến ngày 28 tây, nghĩa là cổ chui vào và cổ vẫn còn sống ở trong đó được 3 ngày. Ngày 28 tháng 9 là ngày cuối cùng mà cảnh sát còn thấy là cái cửa sổ đó ở trong họ mở hé hé ra một tí, nhưng mà rồi kể từ sau ngày 28 là không thấy cái xe này có động tĩnh gì nữa, nghĩa là có lẽ sau ngày hôm đó cô này cổ đã thiệt mạng. Thì bây giờ phía gia đình của nạn nhân đó, thứ nhất họ nói rằng họ không tin là bây giờ cái hình ảnh nó xa như vậy, đâu có ai biết được là cái người này có phải là cô Nance hay không. Thì phía gia đình họ nói như vậy, thưa quý vị, nghĩa là họ nói rằng cái xác có thể tìm thấy ở đâu đó, rồi bây giờ cảnh sát họ để trong cái xe van để mà nói là cổ bị chết ở trong này. Và thứ nhì nữa đó, và là phía gia đình cô này đó đã thuê ông Ben Crum, luật sư gốc Phi Châu rất là nổi tiếng ở đây. Ông Crum thì ông nói rằng có một cái điểm rất là vô lý, đó là cái sở cảnh sát này đó, theo như những cái đoạn video mà sở cảnh sát cung cấp cho gia đình xem đó, là mỗi một ngày rất nhiều người ra vô, thì vì sao cô này cổ chui vào trong đó, cổ ở, cổ nằm suốt 3 ngày mà không có một người nào nghe hay là thấy cổ hay sao. Thì bây giờ ổng đặt cái câu hỏi là cái sở cảnh sát này làm việc kiểu gì vậy, và phía gia đình thì họ vẫn không tin là cái người leo vào là cô Nance, thưa quý vị. Họ yêu cầu cảnh sát phải đưa ra thêm những cái bằng chứng khác nữa. Tại tiểu bang Washington, tức là nơi có Seattle, thưa quý vị, bây giờ thì thôi, khí hậu thời tiết rất là buồn. Vì thế buổi chiều chủ nhật vừa qua, đa số người dân ở nhà hết, và ở nhà họ mở tivi lên và họ xem dự báo thời tiết, không biết ngày mai đi làm sao. Thứ hai thì họ nhìn thấy người bình thường rất là mỗi chiều chủ nhật lúc 6:30 thì trong phần dự báo thời tiết, xứ ngôn viên lên giới thiệu. Tự nhiên họ thấy đằng sau lưng của người sứ ngôn viên thời tiết này có một bức ảnh lõa lồ của một phụ nữ. Mà đâu phải chỉ có chớp lên thôi. Cái khổ đây là lúc mà đưa ra cái hình dọc như thế đó.
thì cả một cái màn ảnh của một người phụ nữ lõa lồ đã hiện lên. Và chuyện gì xảy ra kéo dài tới 13 giây. 13 giây lâu lắm. Mà đâu phải có mỗi bức ảnh đâu, còn cứ moving nữa, di chuyển tới lui nữa. Oh man. Thế thì người ta, khán giả gọi vào và gọi sở cảnh sát luôn nữa, than phiền. Nói là, oh, cái đài KREM số 2 của Washington nè, chiếu phim con heo. Thế là cả cảnh sát gọi tới rồi gọi cho, nghĩa là tổng đài của KREM, sau đó 13 giây cái biến mất. Thì chắc chắn là cái anh chàng ấy ngồi anh bấm máy đó thưa quý vị, thì là chắc hôm nay không còn đi làm nữa. Nhưng mà bây giờ đó FCC đang xét đến cái chuyện này và sẽ có thể kỷ luật bằng một cái hình phạt nhắm vào đài truyền hình, cho dù đó là hành động tai nạn, nhưng mà rõ ràng có cái sự bất cẩn, không có kiểm soát trong lúc đưa ra chiếu chương trình live cho mọi người xem. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi phần live stream, đọc các bản tin cập nhật trong ngày hôm nay. Nếu vào Facebook, YouTube, nhớ nhấn nút subscribe và nút like quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.